Chào mừng các bạn đã đến với công ty cổ phần Vinatap. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phiên bản Samsung Galaxy S6. Đây là phiên bản Gold được mạ vàng 24K. Và ở đây có tem chống hàng giả. Đây là hàng chính hãng đã được mạ và độ lên một lớp vàng 24K. Bây giờ mình sẽ có thể tháo máy ra cho các bạn xem. Chiếc Samsung Galaxy S6 này đã được mạ vàng. Đây là phụ kiện của máy. Sạc pin. Quai chọc SIM. Và bây giờ sẽ là chiếc điện thoại của chúng ta. Xét về thiết kế thì chiếc Samsung Galaxy S6 có thiết kế khá là sang trọng và tinh tế. Samsung Galaxy S6 thực sự là một cuộc cách mạng về thiết kế. Với phần khung S6 được thiết kế bằng chất liệu kim loại cứng cáp, mạnh mẽ, trong khi hai bề mặt được phủ bằng lớp kính sang trọng. Điều đặc biệt là hai phần này được hoàn toàn hòa quyện với nhau, tạo nên một thiết kế nguyên khối vững chắc và đẹp mắt. Máy chỉ nặng với 138g và mỏng 6,8mm, cho bạn một sản phẩm tuyệt đẹp và thao tác thoải mái và rất là dễ dàng. Về cấu hình của máy tính thì các bạn có thể yên tâm khi chiếc Samsung Galaxy S6 sở hữu một công nghệ đáng mơ ước, để lại hiệu suất nhanh tương đương với chiếc máy tính để bàn. Máy chạy bộ vi xử lý Epsilon 64 bit, sản xuất trên dây chuyền công nghệ 14 nanomet của VinFast, cho tốc độ vi xử lý vượt trội. Ngoài ra thì RAM 3GB trên Samsung Galaxy S6 là RAM chuẩn DDR4, rất là mạnh mẽ, nhanh hơn và tiết kiệm hơn so với DDR3 cũ. Chắc chắn bạn không có bất cứ phàn nàn nào về tốc độ của chiếc Samsung Galaxy S6. Màn hình của chiếc Samsung Galaxy S6 này thì Samsung Galaxy S6 sử dụng màn hình AMOLED, kích thước là 5.1 inch, độ phân giải là Quad HD 1440x2560 pixel, cao hơn nhiều so với chuẩn Full HD. Điều này làm cho máy hiển thị sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, cho bạn những hình ảnh mượt mà, ấn tượng, sống động. Khả năng hiển thị màu sắc chính xác để bạn có thể nhìn rõ máy ngay trong khi những môi trường ánh sáng khá là khắc nghiệt. Về tính năng chụp ảnh thì các bạn cũng có thể yên tâm với chiếc Samsung Galaxy S6. Với camera chính có độ phân giải là 16MP, đã được nâng cấp rất nhiều để bạn chụp ảnh chuyên nghiệp hơn. Công nghệ chống rung quang học cùng khả năng lấy nét siêu nhanh chỉ 0,7 giây mỗi bức ảnh. Bạn có thể chụp ảnh nhanh ở những khoảnh khắc đáng nhớ mà ảnh vẫn ở chất lượng cao, không hề có hiện tượng nhòe hay mờ ảnh. Camera trước là 5 chấm, khá là nét. Và một điều tuyệt vời hơn nữa đó là tính năng bảo mật vân tay của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6. Chỉ với một cái chạm nhẹ, điện thoại Samsung này sẽ là của riêng bạn. Bảo mật vân tay cũng có thể giúp bạn bảo mật và sử dụng thanh toán, thẻ tín dụng, hay để bạn thanh toán nhanh chóng và an toàn hơn. Vừa rồi thì mình có nói sơ qua về chiếc điện thoại khá là tinh tế này. Thì chi phí mạ độ của một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 là 8 triệu và vàng 24K. Và đây bên mình khi mạ độ sản phẩm này thì sản phẩm đã được mạ độ phần khung xương, phần khung camera và hai nút volume cộng với cả nút nguồn. Để tìm hiểu chi tiết về thông tin sản phẩm hoặc là chi phí mạ độ, các bạn có thể liên hệ theo số 0938 863 863 để được tư vấn và trao đổi trực tiếp. Địa chỉ phòng 403, tầng 4, 133 Thái Hà, Đông Đa, Hà Nội. Chào các bạn.